gì vậy? Dồn. Ồ, con dồn. Con tích ghẻ nè. Con tích mới ghẻ luôn kìa. Con cá hường nè. Ồ. Ồ. Này cá ốp. Cá gì anh? Ốp. Ồ, trời trời trời. À, bị cái hòn chuối rồi này kia, chìm ghe lúc đó là nghỉ hết thời gian. Anh chìm ghe luôn hả? Chìm ghe rồi có sao không? Được rồi, ai vớt anh? Hả? Ai vớt anh? Cào quá. Đây là cái nhà của mình hôm tối mình ở, cô bác với chị mà bây giờ mình với chị cho em xem con này với ơi. Đây là có con tôm tích nè. Nãy giờ đang chạy sợ nói chuyện cô bác với chị nghe. Ô, tôm tích khổng lồ chị hả? Này dính lưới luôn hả chị? Ồ. Loại này là bán nhiều tiền hả chị ha? Cái này ký 200 con ba. À, ký 200 ngàn, ngon ghê á. Mà ra ngoài tao bán đâu khoảng 2 triệu á. Nè, bán xuống thôi. Anh với chị là làm nghề này lâu chưa? 2 năm. 2 năm rồi hả? Ừ. Mang vô. Là chỉ giăng lưới thôi hay sao? Lưới ghẻ, không mà làm lưới ghẻ. Làm lưới ghẻ. Anh, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Ừ, ba mấy rồi. Anh chắc cũng ba mấy à, bố bốn chục chưa? Bốn mấy rồi. À, lưới ghẹ gì là nó dễ thay lưới không ta? Em mấy nó? Thay nhưng mà rất thì nó thay. Là thay lưới. Ờ. À, là mình giăng được nhiều tay không anh? Này, làm được 6 tay. 6 tay. Hai vợ chồng là đi từ khi nào chị? Sáng sớm 5 giờ. 5 giờ. Về 5 giờ mình cuốn đến mấy giờ? Dạ, sáng nay là gỡ được nhiêu lưa ghẹ đó hả? Gỡ rồi chị cột lại luôn. Cột luôn, cột cái thân. À, không cột nó kẹp nhau chứ. Càng ừ. Trước đây em tưởng đồ ghẹ là người ta nuôi không chứ. Em đâu biết là giăng lưới ghẹ này đâu. Ở đây ghẹ này là bao nhiêu một ký chị? Cái này cân ta là 160 à. 160 hả? Ừ. Căng xô luôn hả? Xô luôn á. À, lát nữa để cho em 2 ký đi. Cám cừ rồi tới trời đi rồi cân. Có cân không? Cho trời có cân không? Có chị. Chị hay là chế ta? Chế chị gì giống nhau chứ. Ở từ cái vùng Kiên Giang đi xuống Cà Mau á thì cái dùng từ cái từ chế. Chế là người chị mà ở trong nhà. Ừ. Còn người mình gọi là chị là mình muốn người đó làm chị dâu của mình. chế là ở đây ta kêu người tiều và cái chế với người dân tộc. Dạ. Ừ. Còn mấy người Việt á thì ta kêu bằng chị, anh chị. Dạ. Bữa nay không có ghẻ nè, bữa nay ăn quá nhiều. Dạ. Bữa nay quánh nước dưa quá, không có. Mình canh con nước anh, chiều mấy giờ mình thả? Ôi con cá kìa. Cá gì anh? Cá đù đó mình đù. Lấy bán luôn. Anh với chị là ở Kiên Giang này luôn hả? Ở Kiên Giang. Làm nghề này là mỗi ngày thu nhập nhiều không chị? À, cũng tùy theo ngày. Ngày có thì 2-3, ngày có 500-600, không có thì 200-300 có nhầm theo ngày. Anh với chị có bao nhiêu người con rồi? 2 đứa. Ôi, một đồng. Đứa lớn nhất là nhiêu rồi ta? Lớn nhất 14. 14 tuổi hả? 14 tuổi. Vậy là hạnh phúc rồi, một trai một gái hay sao? Có đâu, hai gái trơn luôn. Hai gái trơn hả? Hai được nàng, hai nàng công chúa rồi. Hai nàng công chúa. Sau này khỏi lo tiền lấy vợ. không có ai thế cha. Không ai thế cha, cực cha. Mai mốt anh dạy cho em đi. Anh dạy cho em nghề giăng lưới này đi, em thấy ngon quá mà. Ngày được 5-600 ngàn. Không có này là đồ dơ không nè, bữa nay là cua lắm. Mai nghỉ rồi đó. Mai nghỉ hả? Bữa nay đồ chơi dính đồ chơi vậy là mai nghỉ nữa đó. Ờ, mình phải canh cái màu đó. Nước biển hả? Ừ. Nước có dơ quá làm không được. Dạ. Còn người ta chiếc bự á, chiếc ghe bự người ta ra ngoài khơi. Ta còn làm được. À, mấy ghe bự đậu vậy ta ra ngoài khơi ta làm được chứ mình nhỏ. Mình ghe nhỏ làm, hả? Ghe nhỏ làm có được. Ghe dính rồi kìa. Đâu cho em xem với. Có ghẻ ơi. Ơi, có ghẻ ơi. Thôi chị giả làm cho em xem với chị. Chế. Ôi con ghẹ này ghẹ con ha. Con.
gặp tôi con ghẹ mừng ghê kìa kìa. Cái gì vậy? Giòm. Ồ, oh, con giòm. Con tích ghẹ nè. Con tích đó. Con tích mới ghẹ luôn kìa. Hay ghê á. Ồ, oh, vậy là em may mắn rồi. Mà ghẹ nhỏ không ha? Phải ghẹ bự em á. Chưa có ghẹ bự á. Đây này là giòm chị bắt luôn hả? Hay là chị thả ra? Thả ra. Đây, đây đưa cho em xem á. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái chuỗi video khám phá này. Cô bác quý anh chị, đây là con giòm xanh. Con giòm xanh này thì nó rất là dễ lớn. Và thịt nó ăn thì rất là ngon. Từ trước giờ mình cũng đã đi biển nhưng mà ít chưa ăn con giòm xanh, chỉ ở trạm trí đằng kia thôi. Và cách ăn con giòm xanh này cũng rất là đặc biệt luôn. Thôi bây giờ mình thả nó xuống biển ha. Hay là mình giữ nó lại? Thả đi. Sao chị? Này ăn được chưa? Còn nhỏ. Nhỏ thả. Này còn nhỏ ha. Lớn mình bắt rồi. À, mình thả nó, mình nuôi nó rồi mai mốt lớn lên mình bắt lại. Thả xuống thôi. Phóng sinh mày đó. Kìa con cá nè kìa. Cá đó cá gì anh? Cá ghìa. Cá ghìa hả? Cá đó làm gì ăn ngon ta? Cá này làm gì ăn ngon, chưa cũng ngon mà kho sợ ớt, sả nghệ cũng ngon. Mỡ hành cũng ngon. Hai vợ chồng có đem đồ ăn cơm theo luôn không? Không hả? Mình là đánh bắt gần bờ thôi nên là nữ cái là mình về nhà ha. Ờ, cái đó là gì anh? Cây. Cây tối là đồ dơ á thì á. Sống. Này sống nhiều ha. Anh tên gì? Dạ. Dặn hả? Còn chị? Tên Thúy. Chị Thúy. Cái đó là gông biển không anh? Không phải. Trên núi á. Dạ, nó bị trôi xuống ha. Kìa, con cá đó là con cá nâu á. Mình biết đó, con cá nâu. Con cá nâu ha. Dạ. Ồ, cho em cầm cái được. Em có làm chậm trễ cái giai đoạn kéo lưới của anh không? Không đâu. Ồ, con cá hường nè. Ồ. Ồ. Cá ốp. Cá gì anh? Ốp. Ồ trời. Cá này đã rồi ha. Cá này là chắc còn lớn nữa nè. Còn. Hồi qua dính con cá ngắn tới 5-6 kg luôn. Ồ. Qua đó. Con cá này êm ghê ha. Qua gặp con cá ngày qua đã. Gặp cá qua quay đã luôn. Ta nói làm nghề biển giàu lắm có không anh dặn? Cũng giàu mấy đâu. Trùng chặt quấn lưới này người ta cũng ăn cấp thấy quấn ở đây mắc hết tay lưới đó. Ờ. Mắc hai tay lận. Gặp lưới người ta hả? Người ta nói là mấy người Kiên Giang vừa đánh lưới vừa ca hát rồi hay lắm mà phải không? Có không anh Văn? Đâu biết ca. Mình đánh nay nữa là mình nghỉ, ngày mai mình nghỉ đánh nữa rồi. Bữa nay Thanh Minh chắc nghỉ 2-3 bữa. Dạ. Nghỉ đi Thanh Minh. Làm mệt quá. Thanh Minh là nghỉ hả chị? Nghỉ mình đi cúng Thanh Minh ông bà. À. Bữa nay có ông Vũ á. Lúc nãy mình lên mình lên anh dặn với lại chị Thúy á, hỏi mình là có anh dặn hỏi có say sóng hay không, mình nói là mình đi biển nhiều đâu say sóng. Ừ. Mà bây giờ cảm thấy chóng mặt. Không chạy ghê chạy không say đâu. Dạ. Cô bác quý anh chị. Đó. Anh bây giờ Bùi Hồ đang ngồi đây nè, thấy không? Đều không? Nói chung là được trải nghiệm như thế này là một điều hứng thú à. Nhưng mà quay về những cái hoàn cảnh khó khăn ngoài á thì thấy cuộc đời này nó cũng nó buồn vẻ quá. Con cá này cá gì anh? Cá sóc. Mấy con cá này mà kho hoặc là chiên ăn đều được đúng không? Chiên. Cực kỳ ngon ha. Những loài cá ở biển mà mình ở đồng bằng mình đâu có biết hết đâu. Rất là nhiều loại luôn á. Có nhiều loại á. Mà con cá nào con cá nấy thịt ha. Cá biển thì thịt nhiều, còn cá đồng bằng thì xương nhiều. Cá nước ngọt xương nhiều hơn là cá biển anh. Cô bác quý anh chị có để ý không, mình ăn cá thu, cá người gì, cá ngừ gì á thì rất là ít xương, và con cá mà ở nước ngọt là cực kỳ xương. Mà đánh được những cái con cá này á cũng khó khăn, lên đên trên biển trong đêm chứ không phải giỡn đâu. Đây em bỏ xuống nè. Cá này muối là chiên ngon lắm. Muối chiên ngon lắm hả chị?
muối rồi đâm ớt tỏi. Dạ. Mà thường cá này ở ngoài là chợ bán nhiêu ký? Cá này 80.000. 80.000 hả? Ừ. Sáng nay cá cũng nhiều chứ? Được đó. Ủa nãy mình đằng kia bây giờ mình dở lại đây rồi. Ở đây rồi. Kéo dây nặng không anh Dặn? Nhẹ hả? Anh một ngày là thả bao nhiêu tay lưới? 6 tay. 6 tay, mỗi tay dày bao nhiêu mét ta? Mình cũng nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn hả? Ừ, thịt lưới thì một cái rưỡi lưới á. Dạ. Mét này sâu một mét rưỡi hả? Không, lưới nước này hả? Ờ. Nước này cũng mấy mấy gì. Dạ. Nước rồng thì theo nước rồng. Nước rồng nó cạn nhưng lớn nó sâu chút. Dạ. Một ngày là anh với chị là bán có ngày trúng nhất là khoảng nhiêu tiền hay anh chị ha? Triệu mấy. Triệu mấy. Còn mà ngày thất thu nhất? Thu nhất có khi 300, khi 500, bột bền là 400-500 nhiều. Ờ, nhưng mà đâu có ngày nào là không có tiền đâu. Ngày nào có tiền, đi đến là có tiền, là ít nhiều. Dạ. Có lao động là có tiền à? Lao động là tiền. Đâu chế dở con ghẹ cho em xem á. Ủa con ấy kìa, con tôm tích kìa. Tôm tích mới dính kìa. Chế biết cầm nó không? Ờ, hay ghê á. Dạ. Này cảm thấy là bún rồi. Thank you chế. Lưới này quánh vô tới đây luôn. Ở cái vùng đất Kiên Giang này thì cái chỗ vùng đất ở Gạch Giá này á, cái nguồn hải sản phải nó vô tận á. Ủa sao chế không gỡ cá đó đi? Làm lưới ta nè. À. Cái này lưới có chủ khác đánh nữa nè. Dạ. Vậy là sớm giờ mình được 2 tay rồi ha. Này được 3 tay rồi. Này ba tay đó hả? Này nữa ba tay. Khó khăn lắm. Con này là con gì? Con Sam. Con Sam này cô bác anh chị có nhiều người nói ăn là có thể chết phải không? Đúng rồi. Ăn trứng nó là chết đó. Ồ, ăn trứng nó là chết đó. Kệ con tôm tích đằng kia kìa. Ồ. Kìa, bự ghê không? Để quay thước phim này cho cô bác của anh chị ngồi đây cũng như là trong mặt. Ơi chị ơi, có tôm tích được kìa. Đó. Mày đã mắc lưới ta rồi. Thật ra mấy con này nó có ngạnh nên nó mới dễ mắc lưới thôi. Và mắc lưới như thế này có nhiều con ghẹ nó đeo nhau á, nó dễ gắt tay lưới này hơn. Nên lưới cá, lưới ghẹ này nó sẽ là dễ thay lưới hơn là lưới cá anh Văn ha. Lưới cá anh đánh đó có thay đâu, đánh gắt bỏ hả? Dạ. Lưới ghẹ mà còn thay. Tại vì chì mắc quá, chì mua 1 ký 100 ngàn. Dạ. Nó đạp cho mình vậy rồi nè. Nó đạp sẵn luôn cho mình ha. Ừ. Nè chế con ghẹ nè, ở con tinh tích nè. Đâu? Con ghẹ bự, nó mới dính được con ghẹ bự rồi. Ồ, ồ. Con này ngon ha. Con đực hay con cái ta? Ghẹ đực hả? Ghẹ đực hay ghẹ đực với lại ghẹ sao, ghẹ đực với ghẹ cái, ghẹ nào ăn ngon hơn ghẹ cái ha? Cái ngon hơn, cái nó có gạch. Dạ. Hai con luôn kìa. Này ghẹ cái. Hay ghê á. Nãy giờ coi đi chừng 15 phút thôi mà nãy giờ biết nhiêu tiền nói rồi. Vui rồi. Anh thích sống dưới biển này hay sao anh Dặn, hay là từ nhỏ giờ nghề ba triền vậy? Thích sống dưới biển. Thích sống. Cũng đi làm hồ làm này kia cũng lên thở rồi. Thấy nghề hồ này nó vất vả quá. Cái nghề hồ này nó vất vả hả? Là mà nắng chang chang ngày có 200 thủ hồ. Ngày nhiều có 50 ngàn. 50 ngàn. Buồn quá, nghỉ giờ sống dưới biển cho vui. Người khác khỏi la. Vợ mình la không sao. Với lại làm có vợ có chồng gì vui ha chị ha. Chế ha.
cũng học nghề rồi. Cũng bôn ba rồi, trở về sống lại với quê hương thôi. Đó thì đi cũng như lưới ghẹ đi lưới ghẹ ngọt dạ. Thơ học theo á. Ra đảo 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 xa xa lắm. Con rồi á. Dạ. À, đi cái hòn chuối rồi này kia chìm ghe lúc đó là nghỉ hết thời gian. Anh chìm ghe luôn hả? Chìm ghe rồi có sao không? Rồi ai vớt anh? Hả? Ai vớt anh? Về cào á. Dạ. Chìm lúc 12 giờ đêm tới 8 giờ sáng là mới chết được. Trời ơi. Anh chìm ghe mà từ 2 giờ đêm 8 giờ sáng là anh 2 giờ đêm á tới 2 giờ đêm. Tới 8 giờ sáng tao mới thấy tao bị ghe chết. Ôm cái can cái thùng mốt nó té mình nè. Anh ôm cái can. Ôm cái thùng nước đá à. Dạ. Cái thùng mốt á. Ờ. Lúc đó anh nghĩ là mình có khả năng sống không? Cũng không có thể nghĩ gì đâu. Dạ. Tới đâu rồi tới à. Tới đâu hay mình tới đó. Mình đâu dám bộ lội đâu. Mình bơ cái mình đâu. Chỉ đó. Mình ôm nằm im gu đó hoài luôn. Như con ếch vậy á. Con ếch nằm ở trên nấy sao mình ôm vậy á. Dạ. Nó chơi đi đâu chơi kệ nó. Rồi lúc đó anh có tuyệt vọng, anh có muốn khóc không anh Bằng? Không. Ừ. Lúc cũng sợ à. Tới lúc đầu á thì mình hơi sợ. Dạ. Tới sau này hết sợ. Ở sao không sợ? Tới sau này nó kệ đi đâu đi, sống thì sống, chết thì chết, có nhiều đó. Một là sống, hai là chết. Ừ. Nhưng mà lúc đó anh có vợ chưa? Chưa có vợ hả? Có 17, 18 tuổi. Ồ. Oh. Dính đó hả anh? Cái ngắt biển á. Rồi anh kể lại cho em nghe là từ 12 giờ khuya là tự nhiên chìm. Ngủ luôn, quên phá qua nó. Mình nằm ngoài kia nha. Ghe bự á. Giữa biển luôn. Ừ. Đó, được có rồi đi cuối cùng. Rồi ôm cái, anh ôm cái can đó rồi ai vớt được anh? Ghe cào. Ghe cào khác vớt được hả? Ghe cào khác vớt. Nhưng mà sao họ giữa biển mênh mông vậy sao họ thấy anh được? Thấy nó... Sáng. Sáng rồi nó thấy. Sáng nó chạy đi cào. Nó đi cào, nó chạy... Rồi lỡ cào trúng điện sao ta? Ừ. Lúc đó đâu có cào điện đâu, mấy năm trước, hai mấy năm, ba mấy năm rồi. Cái việc đó xảy ra lâu chưa anh? Ba mấy năm, 17, 18 tuổi, giờ 40 mấy rồi. Lúc đó ôm là nghĩ là chết thôi chứ đâu còn sống được đúng không? Thì tới lúc đó là lúc mình chìm á thì mình hơi lo sợ chút xíu thôi. Tới sau này hết sợ rồi. Mà em nghe nói là tối biển lạnh lắm mà. Lạnh là mình cũng quán thì mình đau chết. Cái này đi biển biết rồi chứ, gặp người mà dân không đi biển là chết mất rồi. Phải kiếm cái thùng nào á không vô nước á là cái đó mình có thể là sống. Như là miếng dán này nè, nó không có vô nước, không có thấm nước á thì mình sống. Ờ. Còn nếu mà cái can này kia đựng lên ôm cái nó vô nước rồi là mình không có thời gian mình chìm. Lúc đó anh ôm cái can mà. Lúc ôm cái phao à. Cái phao hả? Ở cái phao thùng nước đá trắng trắng á, cái phao mình để muối đồ đồ này kia đó. Ờ, lúc đó là trên xuồng là chìm bao nhiêu người? 7 người. 7 người là sống hết không? Sống là tự chia ra người ôm cái hả? Ừ. Là lúc anh ôm là một mình hay là với nhiều người? Có người à, rồi tới chừng thấy ấy, chia nhau. Cái thùng nước đá tới một cây mấy, hai cây rồi. Bự bẻ ra chia. Bẻ ra chia hả? Ừ, chia để ôm để ngược vậy nè. À, có nghĩa là miếng xốp người ta để ướp nước đá đó vậy. Rồi anh ôm lên. Cái thùng nước đá bự. Mà cái đó là nếu như mà thời gian lâu là nó cũng ngấm nước nó chìm chứ. Không, nó nổi mà. Nó nổi. Trời ơi. Nói vậy chứ sướng nó cũng nguy hiểm ở trong đó gần gặp anh nhỉ. Là từ đó là sao anh bỏ nghề luôn? Bỏ nghề, nếu mà bỏ nghề sao? Đâu có, anh bỏ nghề đi theo cái chiếc ghe kia đó. Ờ đi bỏ hết mấy tháng rồi đi nữa rồi bỏ nghề nữa rồi. Cũng đi làm thấy cũng thời gian. Ồ. Làm cho công ty nhà máy xi măng á. Dạ. Hết thời gian rồi. Thấy con em rồi gặp vợ rồi mới đi biển tiếp đi. Mình làm trên bờ cũng thời gian. Mình thấy trên bờ với cái gì đi biển nữa đi. Cái chiếc xuồng này anh với chị là mua vốn bao nhiêu? Hồi đó mua cũ của người ta hết 10 triệu á. 10 triệu hả? Mấy năm rồi. Này mua cũ 10 triệu mua mới máy luôn, vỏ luôn, chắc
xém gần 20 triệu à. Lúc đó mình mua mặt hay là mua thiếu? Mua tiền mặt luôn. Đây là không có ít mua thiếu á. Thà không có thôi hả? Không có thôi. Ờ con tôm đó anh để là nâng niu nó, buộc nó lại luôn hả? Buộc nó nấu trúng cái là máu. Cái này là anh tự biết buộc hả? Không có gì, nó búng tét tay luôn á, cái gì cái nè, cái que này nè. Que dạ. Càng đó. Cái đó nó như là cái thanh đao của nó nha hả? Rồi. Bén còn hơn lưỡi lam luôn á. Bén hơn lưỡi lam luôn hả? Ừ. Búng một cái là máu dập gồng gồng. Ok vậy. Ừ. Nó có vũ khí lợi hại quá ha. Cờ chứa cờ rẻ ham. Nãy kéo nãy mới rẻ nhiều. Cho em cầm được không? Cầm cái sao nó búng em vậy? Giò nó búng á. Không giống cầm nữa. Nhưng mà nó thật búng rồi, nó vậy rồi. Đó, để ngược chị nó búng. Để cô bác với anh chị, để có được những cái con tôm tích như thế này nó cũng đâu phải đơn giản đâu. Anh phải cuộc ở đằng này lại nè. Anh nói này nó búng bén hơn lưỡi lam nữa. Mà cái con tôm này là giá bao nhiêu anh Đặng, anh Văn? 200 kg. 200 ngàn kg ha. Mà tôm này bao nhiêu con mới vô 1 kg ta? Nhiều chắc cỡ 10 mấy con 1 kg à. Nhỏ. Dạ. Con tôm này nó có nhược điểm là mình cầm ở lưng nó dãy không được luôn á. Rồi, em thả này nha. Thả đi. Rồi bây giờ mình đi đâu ta? Lấy nữa. Lấy nữa hay là trại đó cân? Quay nữa thì quay hết lưới cũng được đó. Quay thì nó trại. Còn quay xa không? Còn cái mấy lấy lại. Thôi được rồi. Thôi em trải nghiệm với anh chị như là vui lắm rồi. Khi nào mà anh chị có nấu cho em lại trại đó đi nha. Thôi cô bác của anh chị để trải nghiệm, để quay cho cô bác của anh chị biết cái nghề mưu sinh của anh Vặn với là chị Thúy là như vậy đó. Chị Thúy có nói lời nào với khán giả không? Hả? Có gì đâu. Dạ. Không. Không hả? Nói gì đi. Chế chứ. Em đi nãy giờ em ngồi đây mà lân cái cảm giác lân rồi đó. Hỏi xuống là xây sống không? Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay Bùi Hồ muốn quay một cái thước phim này được gửi đến cô bác quý anh chị để biết cho những người sống ở biển mưu sinh bằng cái nghề mà giăng lưới là như thế nào. À, cũng khá là vui và hứng thú. Rất mong thước phim này sẽ gửi lại cho cô bác quý anh chị những cái điều bổ ích cho những người sống ở đồng bằng. Dạ, thôi, chào thôi. À, bây giờ thì mua ủng hộ với anh với chị một mớ ghẹ. Có khi nào mà sướng bằng mà bắt ghẹ lên ở dưới biển lên mà ăn liền không? Vậy là mới ngon luôn á. Anh bạn ơi, lát anh chở em lại kia được không? Được. Đó. À.